Hôm nay ngày 11 tháng 8 tại huyện Mường Lát, trường chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện ủy Mường Lát tổ chức khai giảng lớp dự nguồn ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được các giảng viên của trường chính trị tỉnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Mường Lát truyền đạt các nội dung, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, tư duy, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các chuyên đề về phát triển địa phương. Cuối khóa học, các học viên đi nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, làm cơ sở để trường chính trị tỉnh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Thông qua lớp học nhằm giúp cán bộ dự nguồn ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030 cập nhật trau dồi kiến thức về khóa học lãnh đạo, quản lý tầm nhìn và tư duy chiến lược, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao phẩm chất chính trị, phong cách lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.